Các bạn thân mến, xương chi dưới là một phần của bộ xương treo. Chúng được treo vào cột sống và bộ xương trục thông qua một cấu trúc có tên gọi là đai trậu, hay còn gọi là đai hông. Cấu trúc đai này được tạo bởi các xương trậu ở hai bên và xương cùng ở phía sau. Việc hình thành đai chậu như sau. Phía trước các xương chậu hai bên khớp với nhau thông qua khớp mu, một cấu trúc khớp sụn sợi. Và về chức năng thì gọi đó là khớp bán động. Đây là hình ảnh phần xương mu còn lại sau khi đã cắt bỏ phần lớn xương chậu bên trái đi. Ở phía sau các xương chậu sẽ khớp với xương cùng thông qua khớp cùng chậu. Và việc hình thành nên đai chậu sẽ giúp đính phần còn lại của chi dưới hay còn gọi là phần tự do vào với cả xương trục. Trong phần kiến thức này chúng ta sẽ mô tả các đặc điểm của xương chậu để xem vai trò của chúng trong việc hình thành nên đai chậu và với các cấu trúc lân cận như thế nào. Về mặt cấu tạo thì xương chậu có cấu tạo bởi ba xương như sau. Đây là hình ảnh uh, sơ đồ của xương trậu với uh, trung tâm cái mặt ngoài của nó là ổ cối tại uh, vị trí trung tâm này. Đây chính là nơi xác định ranh giới của ba phần xương của ba xương tạo nên uh, xương uh, trậu. Trong đó phần xương ở phía trên là xương cánh trậu. Phần xương ở sau dưới có tên gọi là xương ngồi. Và phần xương ở trước dưới có tên gọi là xương mu. Giữa ba phần xương này là các đệm sụn ngăn cách các cấu trúc xương đó. Và cấu trúc sụn này sẽ cốt hóa dần theo thời gian và thường thì sẽ cốt hóa hoàn toàn ở lứa tuổi thanh niên để tạo thành một xương duy nhất chúng ta gọi đó là xương chậu về mặt cấu tạo của từng xương thì xương ngồi có phần thân xương là phần mà hướng về phía ổ cối và tham gia tạo nên một phần của ổ cối và một ngành xương hướng về phía xương mù ở phía trước với xương mu ngoài thân xương mu thì từ thân có hai nhà ngành xương. Ngành xương mọc lên trên để hướng về ổ cối và tham gia tạo nên một phần của ổ cối được gọi là ngành trên của xương mu. Và ngành xương hướng về phía xương ngồi gọi là ngành dưới các ngành xương này được gọi tên theo vị trí và ngành dưới của xương mu cộng với ngành của xương ngồi thì tạo nên cấu trúc có tên gọi là ngành ngồi mu. Đây cũng chính là bờ dưới, phần giới hạn dưới của xương chậu. Và ngoài ra thì giữa các xương ngồi và xương mu ở phía dưới, các phần xương này quay xung quanh một lỗ có tên gọi là lỗ bịt à, một lỗ được sinh ra xong được bịt lại bởi một tấm mô liên kết có tên gọi là màng bịt à, một cấu trúc màng bám vào các phần xương quây xung quanh lỗ bịt này về mặt hình thể, chúng ta sẽ mô tả hình thể của xương chậu ở các góc nhìn toàn cảnh các xương này với hai mặt là mặt ngoài là mặt hướng về phía xương đùi để tiếp khớp với cả xương đùi và mặt trong là mặt hướng về phía lòng của khung chậu về phía chậu hông. Ở mặt ngoài chúng ta sẽ thấy xương chậu là một xương dẹt có hình tứ giác với bờ sau bờ trên, bờ trước và trung tâm của mặt ngoài là sự xuất hiện của ổ cối. Tiếp theo phần còn lại của bờ trước nữa và đây là bờ dưới của xương chậu. Chúng ta sẽ có hình ảnh của lỗ bịt được quay xung quanh bởi các phần xương ngồi ở phía sau dưới và xương mù ở phía trước dưới. Như vậy ở mặt ngoài thì vẫn luôn thu hút chúng ta đó là cái sự xuất hiện của ổ cối là cấu trúc lõm tiếp khớp với chỏm của xương đùi. À, chúng ta có một cái hình ảnh khác để quan sát cái sự tiếp khớp tương ứng. Chúng ta có cấu trúc của xương đùi, chỏm xương đùi, cổ xương đùi. Các mấu chuyển lớn, mấu chuyển bé của xương đùi và đây là hình ảnh toàn cảnh cái đầu trên của xương đùi. Tuy nhiên ổ cối một cấu trúc để khớp với chỏm của xương đùi mặc dù sâu và lõm hơn so với cái ổ chảo ở góc ngoài của xương vai tại khớp vai, nhưng không phải toàn bộ diện tích lòng của ổ cối tham gia vào việc tiếp khớp với chỏm của xương đùi. À, trên hình ảnh này chúng ta có thể thấy là chính giữa ổ cối có một cấu trúc lõm hơn hẳn so với phần bề mặt còn lại của ổ cối. À, phần cấu trúc này có tên gọi là hố ổ cối. Cấu trúc hố ổ cối này tương ứng với một phần có đỉnh của tròm xương đùi. À, chúng ta vẫn gọi đây là hố tròm. À, nó tương ứng uh, ở chỗ nào thì chúng ta sẽ mô tả sau khi chỉ ra toàn bộ các đặc điểm của cái uh, uh, ổ cối. Diện uh, tích lòng của ổ cối còn lại là phần uh, cấu trúc thực sự uh, nhãn. Và đây chính là cái phần cấu trúc mà sẽ tiếp khớp với cả trỏm của xương đùi trừ hố ổ cối ra. À, phần cấu trúc này có tên gọi là diện nguyệt à, sở dĩ gọi nó là diện nguyệt bởi vì đây cũng lại không phải là một diện nhãn khép kín toàn bộ cái lòng của cái ổ cối mà chúng khuyết ở dưới ở một cấu trúc có tên gọi là khuyết ổ cối Và quay xung quanh ổ cối, tại viền của ổ cối. À, còn à, một cấu trúc nữa, à, nơi mà sẽ có một tấm sụn bám xung quanh. Cấu trúc này có tên gọi, cái gờ xương này có tên gọi là viền ổ cối. Và cấu trúc sụn bám xung quanh viền ổ cối được gọi là sụn uh, viền ổ cối. Một cấu trúc làm sâu hơn lòng của ổ cối để có sự tiếp khớp tốt hơn với chỏm của xương đùi cũng tương tự giống như viền của ổ trào ở trên khớp vai và phần sụn viền gắn vào viền của ổ cối sẽ đóng kín khuyết ổ cối bằng một cấu trúc sụn được gọi tên riêng là dây chằng ngang ổ cối. Dây chằng ngang ổ cối. Dây chằng này sẽ cùng với cả khuyết ổ cối giới hạn tạo nên một cái lỗ. Và cái lỗ này nó liên quan tới các cấu trúc mà chúng ta vừa nhắc tới hố trỏm và hố ổ cối. Ở trong khớp hông hay còn gọi là khớp háng có một dây chằng nội khớp Dây chằng này bám nguyên ủy từ chỏm của xương đùi tại vị trí của hố chỏm mà chúng ta vừa nói. Cấu trúc này là dây chằng chỏm đùi. Dây chằng này nằm ở trong bao khớp háng và khi chạy vào trong tới ổ cối chúng sẽ chạy nằm trong hố ổ cối để rồi chui qua cái lỗ được giới hạn chui qua lỗ được giới hạn bởi khuyết ổ cối và dây chằng ngang ổ cối để đi ra ngoài và khi đi ra ngoài nó sẽ tách ra thành các cái nhánh tới bám vào các phần xương xung quanh gồm có bám vào thân xương ngồi, bám vào uh, ngành trên của xương mu và có những thứ sợi bám vào cả dây chằng ngang, dây chằng ngang ổ cối. Đó. Đây là hình ảnh của phần dây chằng uh, tròm đùi nằm trong hố ổ cối sau đó sẽ thoát ra qua khuyết ổ cối để tưới bám vào các phần xương xung quanh. Ở đây lý do mà sinh ra hố ổ cối có hố trỏm và đây là các cấu trúc không được tính vào trong các diện khớp của khớp háng. Thì các diện tích của khớp háng ở đây sẽ bao gồm gò xương chậu, bao gồm có diện nguyệt của ổ cối và phần sụn viền gắn vào viền quanh ổ cối. và với xương đùi thì diện khớp đó chính là bề mặt của chỏm ổ cối trừ đi phần hố trỏm nơi bám nguyên ủy của dây chằng trỏm đùi. Đây chính là cái cấu trúc trung tâm của mặt ngoài. Ở bên dưới ổ cối thì chúng ta sẽ quan sát thấy hình ảnh của lỗ bịt được quay xung quanh bởi các phần của xương ngồi và xương mu và trong đó giới hạn dưới của lỗ bịt cũng chính là giới hạn dưới của cái xương chậu đó là ngành ngồi mu. Ở bên trên so với hổ cối là mặt ngoài của xương cánh chậu Mặt này còn thường được gọi là mặt mông của xương cánh trậu. Ở tại mặt này chúng ta sẽ quan sát thấy có các gờ xương Bao gồm có 3 gờ xương ở mặt mông của xương cánh chậu Là nơi bám của các cơ, cơ mông Bao gồm có các gờ xương thường được gọi là đường gọi là đường chúng ta có đường mông dưới à, chúng ta có đường mông trước và chúng ta có đường mông sau đường mông sau thì sẽ thường liên tiếp với màu trọng à, một bờ của xương trậu và gần với đầu trước của màu chậu thì phần màu chậu lồi ra phía bên tạo nên củ màu chậu có hai bờ chúng ta quan sát thấy ở mặt ngoài với nhiều cấu trúc phức tạp đó là bờ sau của xương chậu và bờ trước của nó ở bờ sau của xương chậu chúng ta sẽ thấy có bốn chỗ lồi lần lượt từ trên xuống. Hai chỗ lồi đầu tiên mọc ra từ xương cánh chậu nên được gọi là gai chậu. Ở bờ sau và một chỗ lồi ở trên một chỗ lồi ở dưới, chúng ta có gai chậu sau trên và gai chậu sau dưới. dưới gai chậu à, sau dưới là một à, gờ xương mọc nhọn ra từ phần thân của xương ngồi và vì thế chúng ta gọi đó là gai ngồi một gai xương của xương ngồi giữa gai ngồi và gai chậu sau dưới là một khuyết rất lớn rất có ý nghĩa bởi các cơ và các mạch thần kinh từ trong chậu hông chạy qua đây à, có tên gọi là khuyết ngồi lớn và dưới cùng phần uh, lồi da gồ ghề của thân xương ngồi có tên gọi là ụ hoặc uh, củ ngồi và giữa củ ngồi và gai ngồi chúng ta có thêm khuyết ngồi bé và qua khuyết ngồi bé này sau này chúng ta sẽ mô tả có động mạch thẹn trong chạy từ ngoài vào bên trong chỗ hồng như vậy điểm lại ở bờ sau chúng ta sẽ có bốn cái chỗ lồi lần lượt từ trên xuống có gai chậu trước sau trên gai chậu sau dưới gai ngồi và củ ngồi với gai ngồi ở giữa nó sẽ giới hạn lên ở trên nó là khuyết ngồi lớn và dưới đó là khuyết ngồi bé các khuyết này được đặt tên bởi có ý nghĩa khi các thành phần mạch thần kinh sẽ chạy từ trong chỗ ông đi ra ngoài hoặc ngược lại ở bờ trước của xương chậu À, chúng ta sẽ thấy có bốn chỗ lồi mà trên hình ảnh quan sát xương chậu từ phía bên thì chúng ta sẽ thấy ba trong số bốn chỗ lồi đó cũng tương tự hai gai xương mọc ra từ bờ trước của xương cánh chậu chúng ta sẽ gọi đó là gai chậu trước trên à nó nằm bên trên hơn so với gai chậu trước dưới và phần lồi ra ở thấp nhất của bờ trước à, chúng ta quan sát thấy đấy chính là củ mu phần lồi ra nhất của thân xương mu à, trên hình ảnh này chúng ta sẽ quan sát thấy đấy chính là thân xương mu à, đây là ngành trên phần mà hướng về phía ổ cối à, tại ngành trên xương mu ấy à, chúng ta sẽ mô tả thêm các cấu trúc à, dựa trên à, cái hình ảnh từ mặt trong của xương chậu à, quan sát mặt trong của xương chậu thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh của xương chậu như sau cũng tương tự chúng ta sẽ có một cái xương dẹp hình tứ giác với các bờ trước bờ trên bờ sau À, chúng ta có khuyết ngồi lớn, gai ngồi, củ ngồi. Ở giữa mặt trong của xương uh, chậu có một g xương uh, lồi lên, chạy trách từ dưới lên trên ra sau và vào trong. <laughs> và các phần uh, xương uh, mu và xương ngồi sẽ quay lại để tạo nên uh, cấu trúc của, uh, lỗ bịt à, và chúng ta có cái màng bịt bịt lấy uh, lỗ này. À đây là hình ảnh uh, bờ trên của xương chậu màu trọng. À, phần bên phía sau của uh, mặt uh, trong xương uh, cánh trọng. À, với uh, quan sát cái xương chậu từ uh, mặt trong, uh, chúng ta sẽ thấy uh, có các đặc điểm như sau. Gờ xương chúng ta vừa nhắc tới là một gờ xương chạy trách ra sau lên trên và vào trong và nó sẽ liên tiếp với bờ trước của các cánh xương cùng để tạo nên phần cấu trúc có tên gọi là cái đường tận cùng và các đường tận cùng ở hai bên sẽ tạo nên cái chỗ thắt hẹp của chậu hông gọi là eo trên cái cấu trúc mà gờ xương nổi lên ở đường giữa đó à, có tên gọi là đường cung đường cung. ở phía trên đường cung là mặt trong của xương cánh chậu, còn được gọi là hố chậu. À, thì nhân đây là bờ bờ trên của xương chậu, mào chậu. Tuy nhiên ở phần xương cánh chậu ở bên trên so với cả đường cung thì có một phần hướng về phía bên trong hơn về phía xương cùng được gọi là một mặt của xương cánh trậu có tên gọi là mặt cùng trậu tại mặt cùng trậu này chúng ta sẽ thấy phần phía dưới là một diện nhãn lõm hình cái loa tai À, giống với hình cái loa tai và gọi đó là diện loa tai, diện hoặc là mặt loa tai. Đây chính là mặt khớp hướng về phía xương cùng và tiếp khớp với xương cùng để tạo nên uh, khớp cùng trọng Để quan sát uh, rõ hơn về cái diện loa tai và vai trò của nó trong việc tiếp khớp với cả xương cùng ấy chúng ta sẽ xem cái hình ảnh uh, xương cùng từ phía bên. Uh, đây là hình ảnh uh, xương cùng. Uh, từ phía bên với cũng một diện khớp tương ứng với diện loa tai của xương trậu chúng ta có mỏm khớp trên của đốt sống cùng thứ nhất chúng ta sẽ có mỏm gai của năm đốt sống cùng À, sự xuất hiện của các uh, lỗ cùng uh, sau nữa à, phía dưới với xương cùng đó là các uh, xương dính lại với nhau rất nhỏ gọi là cái gọi là xương uh, cụt à, chúng ta sẽ có cái uh, các uh, mỏng gai ở phía sau uh, hợp lại với nhau tạo thành cái màu cùng giữa à, và chúng ta sẽ có một cái uh, diện uh, loa tai của xương cùng thì loa tai xương cùng thì tương ứng với cả diện loa tai của xương chậu và đây chính là các diện khớp để xương chậu sẽ tiếp khớp với cả xương cùng ở phía sau tạo nên đai chậu ở phía sau trên so với diện loa tai là nơi mà mặt cùng chậu của xương cánh chậu gồ ghề tạo nên một cấu trúc có tên gọi là lồi củ chậu hay lồi củ cánh chậu đây chính là nơi mà các dây chằng sẽ chằng từ xương chậu cho tới xương cùng. Các dây chằng cùng chậu để thực hiện uh, nhiệm vụ uh, giữ khớp cùng chậu lại. Ở phía dưới so với đường cung, uh, chúng ta sẽ nhìn thấy uh, vùng uh, diện uh, phẳng. Vùng diện phẳng này sẽ tương ứng với cả đáy của ổ cối tại mặt ngoài và dưới vùng này chúng ta cũng sẽ lại quan sát thấy hình ảnh của lỗ bịt với giới hạn dưới của lỗ bịt đó là ngành ngồi mù tại các bờ của xương chậu nhìn từ phía trong à, chúng ta sẽ quan sát thấy có các cấu trúc lồi lên ở bờ trước và bờ sau như sau ở bờ trước à, là gai chậu trước trên à, chúng ta viết tắt và gai chậu trước dưới các à, gai xương mọc ra từ bờ trước của xương cánh chậu chúng ta gọi là gai chậu kéo theo xuống dưới nữa thì có một cấu trúc lồi có tên gọi là lồi chậu mu À, một lồi xương xuất hiện tại vị trí ranh giới chỗ tiếp giáp giữa xương chậu cánh chậu bên trên với sương mù ở bên dưới gọi đó là lồi chậu mù và chỗ lồi thấp nhất chúng ta đã mô tả khi nhìn thấy ở bờ trước của xương chậu từ mặt ngoài đó là củ mù kéo dài từ lồi trậu mu cho tới củ mu là một diện thường được mô tả là một diện hình tam giác với bờ trước trong của diện này là một g xương liên tiếp ở phía sau trên với đường cung có tên gọi là lược của xương mu hay tên gọi cũ là màu lược và ở phía sau ngoài chúng ta có một g xương tên gọi là màu bịt và tại sao gọi là màu bịt thì chúng ta sẽ quan sát đấy. đây chính là cái hình ảnh của màu bịt à, khi quan sát từ, từ mặt ngoài và màu bịt đây cũng chính là nơi mà cùng với cả lỗ bịt tạo nên một cái rãnh có tên gọi là rãnh bịt nơi bó mạch thần kinh bịt chui qua đó để chạy xuống vùng đùi trong các phần màu bịt và lược xương mù sẽ kéo dài xuống dưới để tạo thành một cấu trúc tròn nhãn tận hết tại vị trí của củ mù có tên gọi là màu mù đó là các đặc điểm có ở bờ trước của xương chậu ở bờ sau của xương chậu cũng tương tự chúng ta sẽ thấy có bốn cái chỗ lồi ra gồm có gai chậu sau trên và gai chậu sau dưới các gai xương mọc ra từ bờ sau của xương cánh chậu qua khuyết ngồi lớn chúng ta sẽ tới tiếp theo g gai xương mọc ra từ xương ngồi gai ngồi dưới gai ngồi là khuyết ngồi bé và khuyết này nằm giữa gai ngồi với ụ xương từ thân xương ngồi có tên gọi là củ ngồi à, đây cũng chính là nơi mà sẽ tì lên mặt ghế khi chúng ta ngồi lên trên ghế và có lẽ vì thế người ta gọi đây là cái xương ngồi ở bờ dưới của xương chậu đó là ngành ngồi mu và phần lớn ra phía trước tại thân xương mu chúng ta sẽ thấy có một diện nhãn diện này sẽ hướng về phía trong sang phía sang xương mu bên đối diện đây chính là nơi mà các xương mu ở hai bên tiếp khớp với nhau <laughs> và chúng ta có cái diện khớp mù. à, chúng sẽ hướng về phía xương mù bên đối diện và tiếp khớp với xương mu bên đối diện cùng với việc tiếp khớp với xương cùng tạo nên đài chậu riêng với đặc điểm của mào chậu một bờ của xương chậu cũng là bờ trên của xương cánh chậu Màu chậu bao gồm có hai mép là mép ngoài của màu trậu và đây là hình ảnh chúng ta quan sát tới ở trong mặt trong là mép trong của màu chậu giữa hai mép này đấy là vùng trung gian của màu chậu. À, chúng ta quan sát thấy hình ảnh từ phía ngoài và đây chính là vùng uh, trung gian của mào chậu à, quan sát từ mặt trong à, chúng ta vừa mô tả xong các đặc điểm của xương chậu với ba xương tạo nên xương chậu là xương cánh chậu bên trên xương ngồi phía sau dưới và xương mu ở phía trước dưới. À, có một số cấu trúc uh, được hình thành bởi sự đóng góp của hai hoặc ba cái xương này. Quan trọng nhất và chúng ta thấy trung tâm nhất của xương uh, của cái xương chậu đó chính là cái ổ cối và đây chính là cấu trúc được tham gia bởi sự hợp lại của cả ba xương, xương cánh chậu, xương ngồi và xương mu. Ở dưới ổ cối là lỗ bịt, một cấu trúc chung được giới hạn quay xung quanh bởi các phần xương của xương ngồi với xương mu và dưới lỗ bịt đó là ngành ngồi mu cũng tương tự được tạo bởi các phần xương của xương ngồi và xương mu, gồm có ngành của xương ngồi và ngành dưới của xương mu. Và thêm cấu trúc thứ tư nữa được tạo bởi các xương bởi hai xương, đó chính là khuyết ngồi lớn, một khuyết được giới hạn bởi bên trên đó là gai chậu sau dưới của xương cánh chậu và bên dưới đó là gai ngồi của xương ngồi. Cũng dựa trên đặc điểm của xương chậu, chúng ta có thể phân biệt được một cái xương chậu là bên phải, bên trái. À, những cái đặc điểm mà nổi bật nhất chúng ta sử dụng để định hướng xương chậu để phân biệt xương chậu bên phải, bên trái bao gồm có mặt có ổ khớp lớn là mặt ngoài và ổ khớp này có một khuyết, khuyết này hướng xuống dưới về phía lỗ bịt ở dưới và một đặc điểm rõ rệt nữa để chúng ta sử dụng định hướng xương chậu đó là sự xuất hiện của khuyết ngồi lớn ở bờ sau của xương này như vậy chúng ta có thể định hướng xương chậu như sau à, xương chậu có định hướng là mặt có ổ khớp hướng ra phía ngoài khuyết của của ổ khớp này thì hướng xuống dưới và bờ có khuyết lớn thì hướng ra sau và căn cứ trên các đặc điểm đó chúng ta sẽ nhận biết được một xương chậu là bên phải hay bên trái